Thưa quý vị, theo Tổ chức Y tế Thế giới, thì hiện nay đến 80% bệnh tật ở các quốc gia đang phát triển có liên quan đến nguồn nước và môi trường. Và tại Việt Nam thì mỗi năm có đến 9.000 trường hợp tử vong, 200.000 người mắc bệnh ung thư và có nguyên nhân chính bắt nguồn từ ô nhiễm nguồn nước. Với nguồn nước bị ô nhiễm nhiễm arsen thì hay là nhiễm vi khuẩn và nhiễm kim loại nặng, người dân nếu như sử dụng lâu dài thì chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe. Vâng, việc thiếu nước hay là sử dụng nước không hợp vệ sinh tưởng chừng như chỉ có thể có ở những cái vùng thôn quê hay là vùng núi chưa có hệ thống nước máy, thì trên thực tế những năm gần đây đang xảy ra ngày một phổ biến tại các khu dân cư ở Hà Nội. Ghi nhận ngay sau đây của nhóm phóng viên VTC14. Từ nhiều năm nay, nước là nỗi ám ảnh của hàng trăm hộ dân khu chung cư Bộ Tư lệnh Đặc công, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tức là năm ngoái thì tôi cũng đã phát hiện ra và sau đấy tôi cũng đã phải xử lý bằng việc tôi dùng một cái khăn mà xoa tôi cuốn lại để tôi dùng, tôi lọc nước. Ăn những cái nước mà nó ô nhiễm thế nó ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. Vì thứ nhất là chúng tôi là có cái ca của cả trẻ con. Bên khu nhà ở cũng đã từng thao nhưng mà về cái trường hợp như này nó vẫn không hết. Tức là nó không triệt để, nó vẫn còn đến bây giờ vẫn như vậy. Những chiếc khăn như thế này thì vẫn được các hộ dân ở trong khu chung cư của Bộ Tư lệnh Đặc công sử dụng. Và chiếc khăn này không có mục đích gì khác ngoài mục đích lọc các chất bẩn, chất cặn bã từ chính nước sinh hoạt họ dùng hàng ngày. Người dân thì vẫn cứ cam chịu hàng ngày khi phải đóng tiền nước mà lại phải dùng nước bẩn. Nước sạch mà không sạch, hàng trăm hộ dân ở đây phải sống chung với nguồn nước nhiễm bẩn. Màu đen xì, mùi hôi thối như nước cống là xảy ra thường xuyên. Nhất là vào buổi sáng, sớm và buổi chiều. Các cái hộ gia đình dùng nhiều máy bơm rồi là máy tăng áp hoạt động mạnh thì là xảy ra thường xuyên như thế. Còn cái khoảng lắng ở tầm buổi trưa thì nước vẫn vàng, nhưng mà tất cả các gia đình dùng đều phải lấy khăn bọc vào đầu, khi bỏ ra thì đen xỉ, có run, có cái mặt sắt và rất nhiều các cái tạp chất khác. Thứ nhất là cái công ty quản lý nhà ở hiện nay là đang làm cái dịch vụ của chúng tôi, người ta hợp đồng mua là nước sạch. Thế thì bây giờ là người ta sẽ dùng cái nước bẩn này là như thế nào? Thế thì dân đến kéo nhà tôi rất nhiều, hỏi tôi là cái nước bẩn này để giải quyết như thế nào? Dân ở đây là rất bức xúc về cái chuyện nước bẩn này. Ngay khi nhận được phản ánh của người dân, xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàng Mai đã kiểm tra toàn bộ hệ thống cấp nước trong tòa nhà và cho biết nguyên nhân là do hệ thống đường ống cấp nước từ bảy mái xuống các hộ dân lâu không được xúc xả định kỳ, dẫn đến hiện tượng các thành phần kết tủa bám vào thành ống. Thì theo quyết định 01 của thành phố thì là chúng tôi cấp nước cho tất cả các khu chung cư và khu đô thị chỉ đến đồng hồ tổng. Còn hệ mạng lưới cấp nước sau kết nối từ đồng hồ tổng vào bể chứa ngầm lên bể chứa mái và hệ thống cấp nước trong tòa nhà là trách nhiệm của chủ đầu tư. Và trách nhiệm đây là của công ty quản lý nhà và đô thị Bộ Quốc phòng. Khuyến cáo chủ đầu tư là phải thau rửa, bảo dưỡng định kỳ tất cả các hệ thống kết nối cái nguồn nước mà chúng tôi cung cấp nước cho chủ tư, bao gồm bể nước ngầm, bể nước mái và cái hệ thống đường ống kết nối từ bể nước mái cung cấp cho các tầng, cho các tòa nhà của trong các phòng của tòa nhà của cư dân để làm sao mà đảm bảo chất lượng cung cấp nước sạch cho khách hàng. Trong khi đó, công ty quản lý và dịch vụ đô thị Bộ Quốc phòng cho biết hiện đường ống dẫn nước đã hết hạn bảo hành cho tòa nhà. Và trong khi các bên liên quan không nhận trách nhiệm, thì người dân vẫn hàng ngày, hàng giờ phải sử dụng nguồn nước bẩn này. Mất tiền mua nước bẩn, chuyện tưởng chừng như ở vùng quê, thì nay lại khá phổ biến ở các khu đô thị tại các thành phố lớn.